Và thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và đây cũng là một trong những dòng ca của Ban Quản trị Câu lạc bộ Nhạc vàng của Hà Nội. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ca sĩ Nguyên Huy với ca khúc được mang tên Hạ Trắng. Vâng, lần đầu tiên thì Huy Nguyễn xin được gửi lời cảm ơn đến tập thể Ban Quản trị của Câu lạc bộ Giai điệu Kết nối yêu thương đã tạo điều kiện cho chúng tôi sang đây để giao lưu, học hỏi và đứng trên sân khấu ngày hôm nay trong nhạc hội số 42. Sau đây thì xin được gửi tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn trong nhạc hội số 42 một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1970, ca khúc Hạ Trắng. Gió bay áo em bây giờ
bờ xa néo mây, gọi tên em mãi suốt cơn mê này, gọi tên em mãi suốt cơn